Sao, các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi nào. Nào nào, tôi sẽ nhận được cái gì đây? Austin rút ra rồi nhá. Ôi, liệu cô ấy sẽ làm điều đó chứ? Ôi, tớ muốn tràn vào cái đồn bùn này. Eo ơi. Ôi, thật là ghê tởm. Ghê thật. Nào, tớ dùng hết can đảm và lặn xuống. Ôi. Ôi không, bạn ấy đầy bùn đất rồi kìa. Ác mộng, tớ toàn bộ là màu nâu. Ôi, trông cậu buồn cười lắm, Austin. Ừ. Thôi, đừng có cười nữa. Trời ạ. Ôi, ghê quá đi mất. Thôi được rồi, tớ sẽ đến với các bạn đây. Chờ đấy. Ai? Nào, chúng mình bắt đầu thôi. Hãy tớm để tớ may mắn. Và tớ được bột mì. Nhìn này Austin, nó trắng tuyết làm sao? Ê, cậu làm gì vậy? Tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ê, họ đang làm gì vậy? Không sao đâu Betty, đừng phân tâm. Ai? Trời ạ, tớ trắng hết cả rồi. Tuyệt quá. Ê, nhặt lấy đi. Ê, cậu làm gì vậy? Trời ạ. Ôi, tớ không thể dừng lại được. Bất chiêu. Cậu đã sẵn sàng chưa Bella? Và Bella sẽ có dưa chuột. Ừ, có vẻ như thế rồi. Ôi, nhìn chúng còn khó chịu hơn khi gần. Này này này, nhận lấy đi. Trời ạ, dừng lại đi Austin. Điều gì đang chờ đợi tớ? Điều gì đang chờ đợi tớ? Ôi, mùi lạ thật đấy, ghê thế. Ôi, có điều gì đó khó chịu đang chờ đợi tớ. Nào, Austin giúp Bella đi. Ai? Trời ơi, thật là ghê tởm. Tớ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Ôi, ghê quá. Ôi, trông cậu buồn cười quá Bella. Ôi, làm sao để tớ có thể loại bỏ mùi khó chịu này rồi? Ôi, tội nghiệp Bella. Ôi, nhưng mà dưa chuột không tệ mà. Rất là ngon. Hay cầu cho tớ may mắn. Tớ chọn cái này. Và Betty có bóng bóng. Wow, thật là tuyệt. Nào, bắt đầu. Wow, từ từ thôi Betty, cậu bắn hết cả vào chúng tớ rồi. Hay quá, chúng tớ có một bữa tiệc bọt. Ê, nhưng mà Betty đâu rồi? Ai, xem tớ may mắn thế nào. Tớ bao phủ đầy bọt đây này. Ôi, tớ rất thích làm bọt luôn. Ừ, tớ cũng thích. Ừ. Tớ đã sẵn sàng. Và Austin sẽ được có một cái gì đó cay. Ừ. Ôi, không biết mùi vị như thế nào nhỉ? Ôi, trời ạ, tớ bị bỏng rồi đây này. Ôi, Austin hãy sẵn sàng đi. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nào. Ôi, cái gì đây? Ôi, mì sao? Ôi, tớ rất thích mì. Tuyệt quá. Ôi không, không không, tớ cháy. Ôi, phải chạy ra khỏi đây ngay thôi. Trời ơi, kinh quá. Ồ, phải tránh xa cậu ấy ra thôi. Ôi, nhìn mặt cậu ấy đi Bella. Ừ. Ôi, phải khởi động trước khi bốc thăm nhá. Ôi, xin lỗi Austin nhá. Nào, bắt đầu thôi. Ồ, có vẻ như Betty lại có thứ gì đó ngon rồi. Tớ tự hỏi đó là cái gì. Ôi, ngon thật đấy. Ê, Bella xem này. Thôi được rồi, tớ sẵn sàng. Bắt đầu lặn nhá. Ôi, wow, tuyệt thật đấy. Tuyệt kìa. Hãy cho thêm một lớp kem nữa nhá. Ôi, tuyệt quá. Ôi, nó còn ngon nữa chứ. Hãy nhìn này, tớ bao phủ bởi đầy kem ngọt. Ôi, các bạn nhìn kìa. Ê, cậu đi đâu vậy? Nào, lấy bóng đi. Ôi, cậu mong tớ được may mắn. Và Bella được tránh. Hãy thử nhớ.
Ôi chua thế. Đó là cậu có thể làm được, tớ tin cậu. Nào cố lên. Ôi trời ơi chua quá. Mắt tớ. Ôi tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ai đây? Có phải cậu không Austin không? Ôi Bella thật là dị. Ôi không, cái gì nữa đây? Ôi đau thế. Ai? Ôi tôi nhờ Bella. Ôi tôi sẽ được cái gì đây? Tôi tự hỏi nhờ. Nào, hình như Austin có nhận được một cái gì đó thú vị đấy. Khổ thân Austin. Nào, chúng ta thử nhá. Ôi, hình như tôi bị dính vào rồi. Trời ơi. Bella, Austin đang ngã vào. Không. Nào, bắt đầu thôi. Ôi, cái gì đấy? Lạ thật đấy. Tôi không hiểu. Cái gì? Trời ạ, tôi bị kẹt rồi. Ôi không. Cứu tớ. Ê, bỏ tay ra, bỏ ra. Ôi không. Trời ạ, bây giờ tớ cũng bị dính vào rồi. Ôi, tớ cũng không bỏ ra được. Ê. Trời ơi. Ôi, mong là không có cái gì đó tệ lắm. Thôi đừng có nói nữa. Ôi, có vẻ như là lạnh đấy. Ừ, chắc là sẽ vui lắm đây. Nhìn nó trông không được đẹp cho lắm, để tớ chạm vào nhá. Ôi không, ngón tay của tớ bị đóng băng rồi. Nào, ấm lên. Nào, tớ đã tập hợp và bắt đầu thôi. Ôi, lạnh thế. Trời ơi. Ôi, nhanh lên, chúng ta phải đưa bạn ấy nhanh chóng ra khỏi đây. Cậu ấy nặng quá. Ừ, đúng rồi. Nào, các bạn ơi, cho tôi ra ngoài đi. Phù, cuối cùng cũng hoạt động rồi. Đi thôi nào Betty. Tạm biệt Bella nhá. Ê, đừng có bỏ tôi đây chứ. Ôi, có gì đó, tớ không ổn hay sao ấy. Nào, nhanh lên Bella, đừng có trốn nữa. Và Bella có dưa hấu. Wow, thật là tuyệt. Tớ muốn miếng. Ôi, tiếc quá, có vẻ như ai sắp nhảy rồi. Ôi, điều gì đang chờ đợi tớ đây? Chúng ta có vẻ như phải giúp thôi. Bella, hãy để tớ làm điều này cho cậu nhé. Ừ, chạy đi. Yeah, xuất sắc. Hóa ra nó thậm chí còn dễ dàng hơn tớ nghĩ đấy. Ôi, ngon thật đấy. Ê, cậu làm gì vậy Bella? Hai bạn định lừa tớ chứ gì? Sẽ không được đâu. Không ai có thể lấy dưa hấu của tớ cả. Tất cả là của tớ. Của tớ. Nào Austin, đừng có lãng phí thời gian nữa. Tớ tự hỏi Austin sẽ được cái gì nhỉ? Có một cái gì đó rất lạ đấy. Ở đây không có gì cả. Cố lên. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Oops. Có vẻ như rất là đau đấy. Trời ơi. Ôi không có gì sao. Trông cậu buồn cười quá Austin. Ôi tớ đau lắm đấy. Ôi cẩn thận nhá. Ôi muộn rồi. Tạm biệt. Cậu ấy có vẻ không vui lắm đâu. Sao? Chúng ta hãy cố gắng lấy ra cái gì đó nhá. Ôi không có gì hoạt động. Lạ thật đấy. Ôi tớ không hiểu gì cả. Wow, những đồng xu ma thuật này đang bay thẳng vào tay chúng ta. Ôi, nhìn trông họ giống thật quá. Thật là tuyệt vời. Tuyệt quá, tớ có thể bắt đầu được không? Yeah. Nào, đến lúc phải cho đồng xu vào trong rồi. Mình nên chọn cái gì bây giờ? Mọi thứ ở đây đều là ngon. Ồ, đúng rồi, mình sẽ chọn Poki. Và đây là hộp. Tuyệt. Ôi, trời ạ, Poki trong sô-cô-la đen. Món yêu thích của tớ. Ôi, hay quá. Không thể nào mà cưỡng lại được.
Ồ, ngon thật đấy. Cái gì? Trời ạ, chỉ còn một cái thôi sao? Trời ạ, hết nhanh thế thôi. Ôi, thôi được rồi. Mình sẽ thưởng thức cái que cuối cùng nhá. Và cậu có gì đó, Jess? Ôi, bây giờ chúng ta cùng xem nhá. Đồng xu bên trong. Và tớ nên chọn cái gì bây giờ? Ôi, đúng rồi. Hubba Bubba, đúng những gì tớ cần luôn. Ôi, xin chào em yêu. Và bây giờ, đến lúc phải thổi bong bóng rồi. Nó to làm sao? Ôi. Trời ạ, à, bây giờ mặt tớ đầy kẹo cao su rồi. Và lại còn hết sạch rồi chứ. Chán thế. Ôi, nếu mà tớ gian lận một chút thì sao nhỉ? Nào, bây giờ tớ sẽ thử cái món này nhá. Cái này đã được chứng thực rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ luồn cái này vào trong. Và bây giờ tớ có thể làm như thế này. Hay quá. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng thử nhá. Nào, đồ uống, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây và mong là nó sẽ hoạt động. Yeah, trời à, cái này của tớ có rồi. Và bây giờ tớ có thể lôi lại nó ra. Tớ thật là thông minh. Ê, Jess, như thế không được đâu nhá. Không sao, cuộc sống của tớ, quy tắc của tớ, tớ có không giới hạn. Với cái nút này tớ có thể lấy bao nhiêu kiểu cao su tớ thích thế này. Nhiều hơn nữa đi nào. Hơn nữa, hơn nữa. Ồ vâng, tất cả là của tớ rồi. Đừng có quen tị quá nhá bạn ơi. Ồ wow. Ồ vâng, bây giờ tớ đã nhai tất cả kiểu cao su này. Ôi, ngon quá. Ôi, quá là tuyệt vời. Còn bây giờ thì á, tớ có thể thổi bong bóng lớn nhất trên thế giới rồi. Tốt hơn hãy trốn đi Miley. Tớ sắp lấp đầy cả căn phòng này bóng bong bóng rồi. Ôi ôi không, phải làm gì bây giờ, nó to quá. Xin lỗi nha Jess, nhưng tớ không còn lựa chọn nào nữa đâu. Ôi trời ạ, nó đã nổ. Và bây giờ tớ bị kẹt vào máy rồi. Trời ơi, tại sao lại vậy chứ? Ôi buồn cười thật đấy. Ngay giữa một cái bẫy này. Ồ, đồng xu mới, hoàn hồ. Bây giờ hãy thử tiêu nó thôi. Tớ có thể bắt đầu lại đầu tiên được không? Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Nào bạn ơi, đói chưa? Nhận lấy một đồng xu đi. Mình hy vọng có một cái gì đó thật là ngon. Ôi không, trời ạ, không phải toxic waste chứ. Ôi, cái này rất là chua. Ôi, để tớ thử liếm một miếng xem sao. Ôi trời ạ, tại sao nó lại chua thế này? Thôi được rồi, mình phải làm thôi. Ai, trời ạ, ôi bây giờ mọi thứ méo hết rồi. Ồ wow, trời ạ, nhìn mặt cậu buồn cười quá. Ê, cậu phải tự thử ý. Ôi, còn mình sẽ cần cái này. Xin lỗi nha Jess, mình cần một cái gì đó đỡ cho cái sự chua này. Ôi vâng, sneaker chắc là sẽ giúp tớ. Nào, đến đây, đến đây. Ôi vâng, trời ạ, như này tốt hơn rồi. Ôi, thế tớ phải làm sao? Bây giờ tớ không được ăn đồ ngọt rồi. À, tớ có một cách này rồi. Nào, cần phải lấy một cái gì đó. Gần lấy được rồi. Ôi không, trời ạ, máy đang hút tớ vào. Ôi trời ơi, bây giờ tớ phải làm gì? Ồ wow, hình như cái này hay đấy chứ. Ôi, đúng rồi. Bây giờ tớ có thể ăn tất cả đồ ngọt rồi mà. Tớ sẽ bắt đầu từ Twix nhá. Ôi vâng, nó ngon làm sao. Và bây giờ Skittles. Nào, mọi người ra đây nào. Ôi, cần phải uống Fanta. Mình rất là thích nó. Ôi, ngon quá. Ở đây có marshmallow nữa chứ. Ngon thế. Ôi trời ạ, cái này hay thật đấy. Ôi trời ạ, thế là tớ có một cái toxic waste. Còn tớ thì có tất cả đồ ngọt cùng một lúc này. Nào, đồng xu của chúng ta đâu hết rồi. Ồ wow. Ôi, nó dính thẳng vào trán này. Không vui lắm, nhưng mà thôi cũng được. Nào, bây giờ đồ ngon sẽ đợi chúng ta rồi. Tớ sẽ bắt đầu trước nhá. Nào, lần này tớ sẽ có gì đây? Ôi, đây là bánh Oreo.
tớ rất là thích chúng. Ôi, nó có một cái vị rất là ngon. Nhân bên trong tuyệt vời. Đẹp quá. Trời à, ngon thật đấy, thật là tuyệt vời. Nào, miếng tiếp theo đâu rồi? Ui, trời ạ, tôi chảy hết các nước miếng rồi này. Cái này rất là ngon. Jess, cậu chờ gì vậy? Cậu hãy ném đồng xu vào đi. Ok, đồng xu của tớ đi đây. Ui, không biết tớ sẽ có gì đây. Ồ, trời ạ, đây là một cái kẹo mút mà. Nhìn nó thật là xinh, tớ rất muốn thử. Ôi, trời ạ, bên trong có gì thế này? Một con rán sao? Ôi, bây giờ phải ăn nó như nào? Thôi được rồi, tớ sẽ thử. Nhưng là nó không tệ lắm đâu nhá. Thậm chí còn rất là ngon đấy chứ. Tớ không thể nào mà đặt nó xuống được. Ôi, Jess không sợ rán sao? Ôi, hình như là tớ ăn hết rồi. Trời ạ, nó đang cựa quậy trong mồm tớ. Ôi, eo ơi, ghê quá, kinh thế. Ôi không, trời à, cứu tớ với. Không không không, trời à, bây giờ nó đang bò trên đất này. Ôi ghê quá. Ôi, cần phải đi lên trên nữa. Jess, cậu thật là buồn cười. Ôi không, trời à, cứu tớ với, đây là rán. Ôi, bây giờ cậu thấy buồn cười chưa? Ôi không, mình cần phải đi lên trên thôi. Mình hy vọng là nó sẽ không thể bò lên đây. Nào, bây giờ đồng xu mới đâu rồi? Ồ, chúng đây rồi. Nào, tớ lại là người đầu tiên nhá. Nào, bây giờ cậu nhận lấy đi. Ồ, wow, Fanta, tuyệt vời quá. Ồ, vui thật đấy, cậu rất là may mắn đấy. Ê, từ từ. Ôi vâng, mình bắt được rồi nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem có gì bên trong. Ôi, không mở ra được. Nào. Ôi không. Ôi, bây giờ cậu thấy mọi thứ tuyệt vời không? Rất là mát mẻ đúng không? Trời ạ, bây giờ tớ ướt hết rồi. Ôi, hy vọng là nó đã đáng cái điều này. Trời ạ, không còn cái gì nữa sao? Trời ạ, quá tuyệt vời đấy. Ôi, thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ nhá. Để xem tớ có cái gì nào. Xem nhá. Cái gì? Nghiêm túc sao? Đây là súp lơ xanh sao? Eo ơi, thật là kinh tởm. Cái máy ngu ngốc này nữa. Này, nhận lấy đi. Này, thêm nữa này, và thêm nữa này. Này, biết mang cái thứ ghê tởm này ra đến đây. Trời ạ, thêm súp lơ sao? Đi đâu nữa? Ôi không, nó không dừng lại được. Trời ạ, và tớ phải ăn hết tất cả cái thứ này sao? Ôi trời ơi. Ôi vâng. Ôi không phải làm gì thôi. Cũng là đổ lỗi cho tớ thôi mà. Cái này chắc là sẽ ăn lâu lắm đây. Ôi trời ạ, thế mà cũng làm được. Ôi buồn cười thật đấy. Ê nhá, cậu chỉ cũng muốn cười thật thôi. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn nốt vậy. Mình sẽ cảm thấy tuyệt vời là bởi vì trong này nó rất nhiều là vitamin và rất là tuyệt vời cho tớ. Nào, thêm một tí nữa thôi. Ôi, hình như là ăn quá rồi. Hãy tưởng tượng xem chiếc xe này bao nhiêu tiền. Rose đang làm gì vậy? Ôi, và cả bạn cũng đến với tớ nhá. Ôi, tuyệt vời làm sao. Hãy nhìn xem xe của tớ đẹp như thế nào. Nó càng lúc càng giống tớ rồi đấy. Ôi, cái vải này sẽ làm xe của tớ còn tuyệt vời hơn. Ôi, trời à, bây giờ tớ có một con mèo rất là đáng yêu luôn đây này. Ồ, wow. Trời ạ, bây giờ chiếc xe của Rose đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta hãy đến xem nhé. Ôi trời ạ, nó mềm mại làm sao. Ừ, thật là tuyệt vời khi chạm vào. Bạn đã nhìn thấy lông mi tuyệt vời này chưa? Hiểu chưa Ben, họ thích xe của tớ hơn nhiều. Tốt hơn cái xe của cậu. Cái gì? Tớ sẽ biến chiếc xe thành một con quái vật ngay bây giờ. Tớ cần tất cả những gì. Ấn nhận một nút là xong.
Ôi, sau một cái này, xe của tớ không ai sẽ nhìn thấy được đâu. Tuyệt lắm. Bây giờ tớ sẽ sơn lại toàn bộ xe. Ồ, đúng rồi. Bây giờ thì trông rất là tuyệt vời đấy. Bây giờ chỉ cần thêm một vài nét nhỏ nữa thôi đây này. Đẹp quá. Và tất nhiên là những cái này cũng rất là tuyệt vời rồi. Sao, nhìn thấy chưa? Oh wow, cậu ngầu dã man. Chiếc xe của cậu cũng vậy. Tuyệt vời quá. Ừ các bạn, tớ là như vậy đấy. Và xe của tớ rõ ràng đẹp hơn một thứ màu hồng đó. Ôi, làm nào tớ có thể làm cho chiếc xe mình ngầu hơn xe của Ben chứ? Chính xác. Cần sửa sang lại bên trong thôi mà. Ôi, bên trong cũng cần phải màu hồng. Hãy nhìn những cái ga này đi. Ôi, tất nhiên là không thể nào mà thiếu được em gấu. Tớ sẽ thêm những cái này. Càng nhiều thì xe càng đẹp, thì tớ càng hạnh phúc hơn. Đấy, trời ạ, nhìn tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Ôi, và thêm một ít đèn nữa, quá tuyệt vời. Tuyệt quá, các bạn thích không? Ôi, điên quá. Trời ạ, nằm ngoài trong sự mong đợi của chúng tớ rất là tuyệt. Ben, cậu muốn cái gì ở đây? Hay lên chiếc xe nhàm chán của cậu đi. Ê, à vậy chứ gì. Trời ạ, xe nhàm chán và xám xịt chứ gì. Không sao, bây giờ tớ sẽ cho cậu xem thôi. Có gì có thể tuyệt vời hơn những cái xích này chứ? Ôi, tất nhiên là cần phải cho quấn vô lăng bằng cái này thôi này. Bây giờ tớ sẽ cho kẹo để cho khách nữa. Và đừng quên cả bộ xương này nữa nhá. Đấy, bây giờ xe tớ tuyệt vời hơn rồi. Các bạn, đến đây nào. Ôi không, tớ thích cái này ở đây hơn. Cái gì? Nhưng mà tớ có những chiếc gai tuyệt vời. Nhìn này. Ây, đau thế. Ôi, phải làm gì bây giờ? Làm nào để dụ họ đến với mình? À, đúng rồi. Tại sao tớ không nghĩ ngay điều này nhở? Tại sao không biến chiếc xe thành một phòng chơi game thực sự nhở? Tớ sẽ cho tivi vào ngay như thế này. Và sẽ không chỉ có những cái thứ này đâu, mà cả đồ ăn ngon nữa. Đấy, và thêm xích nữa. Mọi người chắc chắn sẽ thích nó thôi. Ồ, đẹp quá. Này này, nhận lấy đi, nhận lấy đi. Ê, bạn ấy đang làm gì vậy? Các bạn. Cái gì? Trời ạ, họ lại đi rồi sao? Nào, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Ôi, có lẽ cốp xe của tớ cũng có thể làm được cái gì đó. Để xem nào. Thôi được rồi, trước tiên tớ cần phải ngừng vứt rác ở đây đã. Tớ sẽ biến cốp xe thành một ngôi nhà yêu thích của mọi người. Nó sẽ màu hồng và sẽ có rất là nhiều đồ chơi. Nào các bạn có thích không? Rose, đừng có can thiệp chúng tớ đang chơi. Ôi, không được gì cả, thật là không công bằng. Ben, với Coca tất nhiên là tuyệt vời. Hey, trời ạ, tớ sẽ phải nghĩ ra một cái gì đó tuyệt vời hơn thôi. Trời ạ, các bạn có lẽ các bạn muốn ăn một chút không? Ồ, nghĩ sao Mary? Ok, chúng tớ đến đây. Ê, dừng lại từ từ đã, đừng đi, đừng đi. Tớ cũng có một ý tưởng cho cậu một cái gì đó ngon. Ngay bây giờ, tớ có thể nấu một cái xúc xích rất là ngon. Đấy, đã xong rồi nhá. Bây giờ chỉ cần dán xúc xích nữa thôi. Ồ, thơm quá. Các bạn, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ồ, wow, tuyệt vời thật đấy. Đấy, của cậu này. Chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Sao Rose, cậu ăn gì chưa? Ben, trời ạ, tớ bực mình cậu lắm rồi đấy. Ôi, nhưng mà tớ rất là sảng khoái một mình đấy. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?
rồi chứ. Trời ạ, thật là kinh tởm, ồn ào quá. Ôi, nhưng mà các bạn rất thích mà. Ben, đừng có mà dừng. Trời ạ, vui quá. Ôi, đừng có mà ghen tị quá nhá bạn. Vậy là họ muốn sang nhảy chứ gì? Ok, họ sẽ nhận được thôi. Và nó sẽ ngầu hơn cái cây đàn của Ben rất nhiều. Tớ sẽ thành lập câu lạc bộ riêng của mình ngay cạnh cốp xe của mình nhá. Xem nào, loa, đèn và tất nhiên là bóng disco, rất là tuyệt vời đấy. Và tất nhiên là bộ DJ tuyệt vời của tớ đây rồi. Các bạn, nào, đến đây nào. Oh wow, tớ nghe thấy nhạc rất là hay, tớ đến đây rồi. Ê, các bạn đi đâu vậy? Trời ơi, chạy đi rồi sao? Ừ, đúng rồi, tuyệt quá. Trời ạ, vui thế. Ôi trời ạ, bạn chán quá đi mất. Rose, cậu cần cái gì? Thôi, đừng có buồn, đến với chúng tớ nhảy đi. Thật không? Trời ạ, thật là đáng yêu, đi thôi nào. Rose, Ben, trời ạ, đây là buổi bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tớ được. Tuyệt vời. Cửa hàng kẹo, chúng ta sẽ trốn ở đâu đấy? Tớ biết rồi, tớ sẽ trốn trong mắt mất xanh. Màu đỏ Kit Kat, chính xác là những gì mình cần thiết. Ồ, hoàn hảo quá. Nơi này Sam sẽ không bao giờ tìm thấy tớ. Và cậu ấy sẽ không bao giờ tìm thấy tớ trong đống hua buba đâu. Ồ, tớ đến đây rồi. Các bạn đang ở đâu đây? Tớ sẽ tìm được các bạn thôi. Không, tớ sẽ tìm được các bạn. Ôi, Kit Kat tuyệt thật đấy. Nhưng mà không có gì bất thường. À, nhưng mà di chuyển Kit Kat thì là khá bất thường đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, trời ơi, Kit Kat đang rơi. Ơ, trời ơi, làm ơn. Quentin, tớ biết ngay là cậu ở đây mà. Tớ đã tìm thấy cậu rồi nhá. Ôi, cần phải chạy nhanh thôi, để bạn ấy không tìm thấy mình. Jess, cậu đang làm gì vậy? Cẩn thận chứ. Cứu. Ôi trời ạ, nó sụp đổ rồi. Wow, còn bây giờ là các bạn gái đây này. Hóa ra tớ đã tìm thấy các bạn rồi đấy. Ôi, đừng vội kết luận. Chúng tớ đã tự tiết lộ chính mình thôi. Ôi, chuyện gì đang xảy ra đây đây? Trời ạ, những kẻ xâm nhập cửa hàng này. Các bạn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở cửa sổ. Đừng có di chuyển, tớ sẽ biết tay. Chạy thôi. Chọn người chơi mới thôi nào. Và tất nhiên màu sắc mới. Yeah, của tớ màu tím. Của tớ màu vàng. Còn Sophie, cậu sẽ đi tìm chúng tôi nhé. Oops, có vẻ như Sophie không vui đấy. Dĩ nhiên là không rồi. Ê, Sophie đừng buồn. Cùng nhau nhanh chóng tìm thấy chúng thôi. Ẩn đi nào. Nhanh lên Quentin, lần thứ hai họ sẽ không cảnh báo đâu. Ôi, trốn ở đâu bây giờ? À, tớ hiểu rồi. Có lẽ dưới gầm bàn. Không, không, không hợp đâu. Ôi, nghĩ đi Quentin. Có lẽ trong này. Không, tớ không thể nào mà treo lên được. Ồ, wow. Còn cái này thì được đấy. Kích thước rất phù hợp. Bây giờ tớ sẽ làm thôi. Và nó rất là vàng. Nào nào xem nhá. Ủa, bây giờ đây là kích thước phù hợp rồi. Sophie sẽ không bao giờ tìm thấy tớ. Tớ nghĩ là tớ nghe thấy một cái gì đó. À, này nhá Quentin. Ôi không, ở đây không có gì. À, tớ biết rồi. Cậu chắc chắn ở dưới này đúng không? Không, ở đây cũng không có. Ồ, còn bây giờ thì chắc chắn sẽ tìm được rồi nhá. À, ôi, cái gì? Cả một cái bồn đầy mí. Nó từ đâu ra vậy? Thôi được rồi, họ nói tai nạn không phải là ngẫu nhiên. Thời gian là để ăn nhẹ rồi. Ngon lắm sao? Ôi trời ạ, Sophie đã quyết định ăn nhầm lúc rồi. Cần phải nín thở và xuống nước thôi. Ôi,
Trời ơi, đau. Ôi, tại sao lại mở mũi tôi chứ? Quentin, cậu đang trốn gì trong này vậy? Nói chung là không vấn đề, leo lại đi. Bây giờ tìm được một người rồi. Cậu phải nghĩ ra một cái gì đó thật nhanh. Họ chắc chắn sẽ không tìm thấy tớ đây đâu. Không, phần quan trọng nhất là không thể nào mà được nhìn thấy. Có lẽ ở đây. Không, ở đây họ sẽ tìm tớ mất. À, tớ biết rồi. Ôi, cái này rất là phù hợp với tớ đấy. 1, 2, 3, 4, 5, tớ đi tìm đây. Jess, cậu đang ở đâu đây? Dưới Lego. Không, có vẻ như ở đây trống rỗng. À, cậu ở đây đúng không? Không, ở đây cũng không có. Lạ thuật đấy, ở đâu nhở? Mặt khác, ở đây không có ai. Có nghĩa, tớ có thể chờ vụ búp bê rồi. Oh wow, Sam chờ vụ búp bê sao? Ôi, cái này thật là buồn cười. Ai đây? Ôi, không có ai cả. Tớ không hiểu. Có lẽ là chắc là tớ chỉ tưởng tượng thôi. Ôi, một ngôi nhà búp bê thật là tuyệt vời. Để xem nhá. Cái gì? Bàn chân? Có gì đằng sau của cái này vậy? Tay? Còn đây? Úp, xin chào. Jess? Ôi, trời ạ, cậu đã thấy tớ chơi búp bê rồi sao? Cái này không thể thế được. Bây giờ cậu sẽ ở đây lại mãi mãi. Thậm chí đừng có thử thoát ra. Không, tớ không ngồi ở đây đâu. Đấy, họ đã tìm thấy tớ ở đây rồi. Ừ, tớ cũng tìm thấy rồi. Tuyệt lắm Sam. Bây giờ chúng ta xác định ai sẽ phải đi tìm lần này nhé. Yeah, tớ lại được trốn rồi. Ừ, tớ cũng vậy, chạy thôi. Ôi, có gì đang nói với tớ rằng chúng ta sẽ tìm thấy họ rất là nhanh thôi. Ôi, đây là vườn. Làm nào tớ có thể trốn trong vườn hoa xanh rồi nhở? À, rất đơn giản mà. Tớ chỉ cần giả vờ là đứng thành cái cây thôi. Nhưng mà cần phải làm gì với màu da đấy? Và những chiếc lá này sẽ giúp tớ thôi. Tuyệt lắm. Tớ sẽ thêm một ít lá vào đây nữa này. Và đội thêm cái này lên trên đầu nữa. Và tạo dáng thôi. Chúng ta có gì ở đây đây? Cây cối gì? Và không mà có ai ở đây. Không chắc là Jess sẽ trốn ở đây đâu. Ôi, ở đây, bạn ấy ở đây này. Trời ơi, lại còn giả làm cái cây nữa chứ. Có vẻ như thời gian cho một số niềm vui rồi. Tớ sẽ tưới cây nhá. Ồ, và cái cây này cũng cần phải tưới nữa cơ. Và rất là nhiều. Ôi, nước, trời ơi, nó từ đâu vậy? Quentin, cậu đang làm gì vậy? Ôi Jess, tớ đã không nhìn thấy cậu. Trời ạ, đùa chứ. Tất nhiên là tớ thấy rồi, cậu thua rồi. Ồ, còn đây là nước thêm cho cậu nhá. Vui lên đi. Nào, tớ có thể trốn ở đâu nhở? À, tớ biết rồi. Ở dưới giường. Ôi, trời ạ, đó là một ý tưởng rất là tồi. Đau thế. Ồ, Hagi Wagi. Đây mới là một ý tưởng tuyệt vời. Bên trong này, Sophie chắc chắn sẽ không tìm thấy tớ đâu. Bây giờ chỉ cần nằm lên giường và cho một đống gối lên trên. Ôi, Sam trốn đâu rồi nhỉ? Ôi, tớ đã thấy cậu ấy chạy vào phòng mà. Hay là dưới gầm giường nhỉ? Ôi, đau thế trời ạ. À, nếu tớ đã chắc phòng rồi, tại sao không nằm trên giường nhỉ? Chỉ cần bỏ cái hai ghi hoai ghi ra thôi. Ồ, không thể nào mà bỏ nó ra được. Ôi trời ạ, chuyện gì vậy? What? Xin lỗi, hãy nằm xuống giường đi. Cảm ơn. Đợi chút. Cái gì? Hai ghi hoai ghi thực sự sao? Sợ quá. Xuất sắc, quá là hiệu quả luôn. Sophie, cậu thật là hài hước. Ôi trời ạ, thế mà cũng tin được. Thôi được rồi,
Ôi, chúc cậu ngủ ngon nhá. Tôi đi đây. Xin chào tất cả thêm một lần nữa. Hãy để tớ cho bạn biết các quy tắc trò chơi. Các bạn chuối trong những chiếc hộp và tớ sẽ kiểm tra bằng công cụ của mình. Tớ chắc chắn không ai tìm thấy tớ đâu. Tớ đã chọn kỹ rồi nên không ai tìm được tớ đâu. Ngay cả khi tớ bị bắt, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Mẹ ơi, tớ sợ quá. Cần phải lắng nghe những gì đang xảy ra ở đây. Ôi, tớ sẽ tạo một cái lỗ và quan sát. Tuyệt, bây giờ tớ đã bình tĩnh hơn một chút. Tớ đang kiểm soát rồi. Đang tìm kiếm mục tiêu. Đang tìm kiếm mục tiêu. Thấy sự chuyển động. Tớ đang đi đến mục tiêu. Không, tớ phải ngồi yên và không cử động. Không thấy chuyển động của mắt. Mục tiêu đã mất. Tớ sẽ kiểm tra cái hộp này. Gắn cái này vào và bắt đầu kiểm tra. Đấy, nhận lấy đi. Nếu có ai đó trong vậy, tớ rất tiếc. Có vẻ như tớ đã may mắn, họ vẫn chưa tìm được tớ. Có lẽ tớ không muốn vị trí của chiếc hộp này. Tớ sẽ ngồi yên lặng như một con chuột và không cử động hay thở. Tớ rất sợ. Hộp bị phá hủy, nó trống rỗng. Tớ đã nhầm mục tiêu. Phải tiếp tục tìm kiếm. Đã đến lúc chọn công cụ. Lấy khẩu súng nước. Nó phù hợp với màu của tớ một cách hoàn hảo. Ôi không, có vẻ như tớ bị sắp thất bại rồi. Tớ thực sự rất lo lắng. Trời ơi, nó là tiếng súng. Lần trước tớ đã may mắn, hy vọng lần này cũng vậy. Đừng chơi trò trẻ con nữa. Lần này tớ nghiêm túc rồi. Tìm kiếm mục tiêu, kiểm tra chuyển động. Chiếc hộp này đang run, nhắm. Ôi không, không, không. Không. Bạn đã thua, giơ tay lên. Trừ một người, tớ quá tuyệt. Đã đến lúc chọn vũ khí nghiêm túc hơn. Có thể là bom, có thể bóng nước. Không. Tiếp tục lựa chọn. Kính laser, tuyệt. Chính xác những gì cần thiết. Đến lúc phải thử rồi. Chắc chắn nó sẽ rất tốt với mặt tớ. Tớ sẽ thử thôi nào. Bật lên. Tại sao laser lại mạnh như vậy? Ups. Hình như tớ đã làm có mùi khét ở đây. Không sao. Hình như có mùi gì đó nướng nướng. Cần phải xem. Trời ơi, của bạn ấy có kính laser. Kìa. Hộp này trống rỗng. Phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ôi không, bạn ấy đang đi về phía tớ. Tớ khẩn cấp cần phải nghĩ ra một kế hoạch. Được rồi, tớ phải gọi lực lượng cứu hộ. Họ sẽ giúp tớ. Các bạn, đừng im lặng. Mình rất muốn trợ với các bạn. Có vẻ như có ai đó trong hộp này rồi. Trời ơi, tín hiệu không qua được. Lucy, xin chào, bạn khỏe không? Giúp tớ, tớ sợ. Bạn nghe thấy tớ không? Tớ đang trong hộp. Tớ nghĩ bạn không nên hét lên như vậy đâu. Nhưng tại sao không? Tớ xin lỗi Lucy, nhưng tớ phải loại bỏ bạn để tồn tại trong trò chơi này thôi. Ôi không, ai đang gọi tớ vậy? Tớ nghe thấy chuông điện thoại. Tớ biết âm thanh đến từ đây rồi. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Lucy, tớ đã tìm kiếm bạn rất lâu rồi. Vòng mới, vũ khí mới. Lần này tớ chọn cái búa bơm hơi. Ai, đau quá. Tớ đã cắn ngón tay của tớ rồi. Cái hộp đang di chuyển. Có vẻ như có mục tiêu mới. Ôi, trời ơi, tớ đã tự đầu hàng mất rồi. Bạn ấy đang tiến về phía tớ. Mình đang ở đây. À, được rồi, tớ sẽ chạy. Đây là cơ hội giết của tớ. Tìm được rồi, nhận lấy đi. Nhận lấy đi. Kỳ lạ, hộp dường như trống rỗng. Tớ thấy nó di chuyển mà. Tớ không hiểu. Chẳng lẽ tớ bị lừa? Tiếp tục tìm kiếm. Tớ đã cứu được một cách kỳ diệu. Có vẻ như may mắn đang đứng về phía tớ hôm nay. Tớ còn chọn một cái hộp trước khi bạn ấy để ý đến tớ. Cái này chắc là được. Bây giờ chui vào thôi.
Ôi, có thể thở được rồi. Hình như có ai thở vào lưng tớ. Ôi, xin chào. Xin lỗi, tớ không biết bạn ở trong này. Bom hay bánh ngọt? Bánh ngọt hay bom? Tớ nghĩ rằng sự lựa chọn rõ ràng. Lần này tớ sẽ chơi lớn. Cảm biến chuyển động đã được bật. Ê, ê, đứng dịch ra, chúng ta phải giúp nhau, nếu không hai sẽ bị tìm ra. Đã tìm thấy mục tiêu. Bây giờ tớ biết một nơi để đặt bom. Tớ sẽ nhắm quỹ đạo và bắn. Đây là cái gì đấy? Ôi không, đây là quả bom hẹn giờ. Trời ơi, chúng ta sẽ chết mất. Tớ đã không nhầm. Trừ hai người một lúc, đó là may mắn. Ôi, chúng ta thua rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tớ không biết, nhưng chúng ta nên trốn một lần nữa hay chạy hết sức mình. Tớ e rằng sẽ vô ích thôi. Bạn vẫn còn trong trò chơi. Chúng ta đang ở đâu đây? Có vẻ như chúng ta đã đi xa rồi. Hãy trốn càng sớm càng tốt, nếu không bạn ấy sẽ đến mất. Tớ sẽ đứng đây, hy vọng bạn ấy sẽ không nhìn thấy tớ. Ai đó giúp tớ với, tớ không trèo lên được. Xin lỗi, nhưng tớ còn không có thời gian, tớ vẫn chưa kịp trốn. Hồ bơi ngu ngốc. Trời ơi, bạn có thể nhìn thấy tớ dưới nó. Làm gì bây giờ? Cái gì? Cọ và sơn. Ồ, cái này sẽ giúp tớ. Ê, đi ra đây, tớ nghĩ ra ngụy trang rồi. Chúng ta có thể dùng cái này để vẽ. Ồ, ý tưởng tuyệt đấy Ted. Chúng ta sẽ sơn để phù hợp với nội thất và không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta sẽ tan vào không gian. Các bạn xin chào, bạn có nhớ không? Tớ đây, tớ muốn gặp các bạn càng sớm. Kỳ lạ, có vẻ như căn phòng trống, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu. Đến lúc chọn vũ khí mới, lần này tớ sẽ sử dụng quả bóng nước. Hãy xem có thể tránh mặt được tớ không nhé. Tớ có một bất ngờ cho bạn. Không ai nói gì. Phải bật cảm biến chuyển động. Hình như không thấy rồi. Đang quét. Cho đến nay không có chuyển động nào được phát hiện. Tớ sẽ đi tiếp. Ôi, cuối cùng có thể thở được rồi. Ôi. Chuyển động được cố định. Bắt được rồi. Quả cầu nước này là của bạn. Ôi không, tớ ướt hết rồi. Tớ muốn tiếp tục chơi, cho tớ thêm cơ hội thứ hai đi. Bây giờ chỉ còn hai người chơi. Tớ rất tuyệt. Xin chào, thức dậy đi. Chúng ta có điều tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi săn. Ai sẽ là người may mắn? Không sao, chúng ta sẽ tìm được thôi. Có vẻ như bạn ấy vừa đi qua. Tuyệt quá. Trực giác cho tớ biết mục tiêu đang ở gần đây. Dường như không có ai ở đây. Ôi, bạn ấy không để ý thấy tớ. Ôi, có mùi gì đó từ hồ bơi. Ôi, đó là chân thối. Tớ chết ngạt bây giờ. Có vẻ như mục tiêu tiếp theo đã tìm được. Đến lúc loại bỏ trước khi có cuộc tấn công khí. Đến đi nào. Ôi không. Trời ơi, tớ sợ nó. Hãy đưa nó ra khỏi đây. Trời ơi. Ai ném xuống vậy? Chào Teddy, lâu lắm không thấy bạn. Đây là những con rắn của tớ. Xin lỗi vì bạn không thích. Đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi. Tớ đã để lại chiếc bánh này. Ở đây có vẻ như không có. Tiếp tục tìm nào. Ôi, thấy chuyển động. Một bức tường kỳ lạ. Có mùi bất thường. Có lẽ tớ đang nhầm lẫn. Bạn ấy đi rồi, trời ơi. Tớ phải kiên nhẫn thêm một chút nữa. Tớ có ý tưởng này. Cần tạo ra một Betty giả. Bạn ấy chắc chắn sẽ tin. Tớ sẽ để ở đây sau bức tường. Còn tớ thì sẽ về. Tớ thấy ai đây? Betty mà. Ngớ ngẩn thật. Bạn ấy đã đứng giữa đường thế này. Vậy là xong, trò chơi kết thúc. Bạn đã thua. Chúc bạn ngon miệng. Hy vọng bạn đã thích. Ôi, lạ thật đấy. Tại sao bạn ấy không có phản ứng gì? Bạn bị lừa rồi, đó không phải tớ mà là bản sao của tớ.
Sự cố hệ thống. Tớ đã hỏng. Tớ thắng rồi, hoan hô. Có vẻ như cái này đã mở ra cho tớ. Tạm biệt nhé những kẻ thua cuộc. Chán quá, không biết phải làm gì bây giờ. Ồ, Suzy, tớ tự hỏi bạn ấy đang có âm mưu gì vậy? Bạn ấy rõ ràng có một kế hoạch gì đó. Nào, mình cần một cái thang. Ồ, ồn ào vào đống bụi kìa. Wow. Đấy, tớ đã mang kế hoạch tuyệt vời của mình vào cuộc sống. Nó còn tốt hơn cả trên giấy. Đây là phòng ngủ trong mơ của tớ. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Tại sao bạn lại xây dựng tất cả những thứ này? Để mình có chỗ riêng của mình. À, nếu vậy tớ cũng sẽ nghĩ ra một cái gì đó. Ôi, nhiều rác thế nhở. Nó ở đâu ra vậy? Chắc là tớ quên dọn ở đây thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ê, đầu tớ. Rác, bạn đang làm gì vậy? Tại sao bạn lại ném tất cả những thứ này vào tớ? Tớ đang thực hiện kế hoạch của mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Có vẻ chưa hoàn thiện cho lắm. Được rồi, tớ sẽ làm sao vậy? Nhìn này Suzy, tớ đã tạo cho mình một góc như của bạn. Thì sao? Trong khi Jack đang ngủ, cần lấy trộm chiếc gối của bạn ấy. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Nó là của tớ, trả lại đây. Không, đừng nghĩ vậy. Tất cả những chiếc gối này bây giờ là của tớ. Cái gì? Nó thuộc về tớ. Tất cả là của tớ. Bỏ tay ra, bạn làm rách gối của tớ bây giờ. Rách rồi đây này. Nếu bạn không muốn chia sẻ, tớ sẽ cho bạn biết tay. Thế được rồi, tớ có nhiều gối hơn mà. Trời ạ, tớ cần những cái mảnh này làm gì? Tớ có ý này, tớ đã nghĩ ra một cái gì đó rất hay. Bữa trưa ngon lành đã sẵn sàng. Ôi, gạt tay rất tốt, nhưng bây giờ tớ không cần nó. Tớ cần lấy khay chắn bàn và chạy. Úp. Hình như hơi bừa một tí, chắc không sao đâu. Cái gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao những chiếc đĩa lại trên sàn? Bữa trưa hoàn hảo của tớ đã bị hủy hoại rồi. Được rồi, tớ phải đi đây tạm biệt. Tớ cần phải bình tĩnh. Thần kinh đến giới hạn. Thật tốt tớ có căn phòng với Poppit. Tuyệt. Làm một cái võng là hoàn toàn tuyệt vời. Và ngay bây giờ tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc thây ma. Sợ phải không? Mẹ ơi, cái gì đây? Giác, cái gì vậy? Trông giống như một chiếc đĩa bay vậy. Trông rất tuyệt. Tớ cũng có một cái gì đó như vậy. Suzy, đây là một phép toán rất dễ. Nhưng mà em không biết phải giải quyết nó thế nào. Ôi, chờ chút. Em thấy có một cái gì đó rất tuyệt. Này, cô vẫn ở đây mà. Phép toán nữa. Cảm ơn vì cô đã nhờ. Con chắc chắn sẽ giải quyết nó thôi. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ em cần những giấy ghi chú này. Ê, đồ ăn trộm. Con sẽ không thoát được đâu. Suzy, cô sẽ đưa em vào danh sách đen. Bây giờ em sẽ nhận được thôi. Như thế này này, em sẽ biết làm nào để chơi khăm. Tuyệt, mình thực sự rất cần những tờ giấy ghi chú này. Hóa ra có một bức tường tuyệt vời. Tớ muốn chạm vào nó. Nhìn trông thật là dễ thương. Hình như Giang đi đâu mất rồi. Tuyệt, đến lúc phải ăn rồi. Thật tốt khi có rất nhiều đồ ngọt trong tủ lạnh. Giang, con làm gì vậy? Ăn sô-cô-la, không rõ sao. Đừng có đến gần thức ăn của tớ. Ôi, đồ tham lam. Tớ có một ý tưởng tốt hơn. Chúng ta cần một cái gì đó ngon từ máy. Trời ạ, tớ không có tiền. Phải làm gì bây giờ? Ồ, hình như có gì đó rơi. Đúng vậy, đó là một KitKat. Ồ, thế thì không cần tiền nữa rồi. Tớ sẽ tớ đập thêm lần nữa. Ồ, tuyệt quá. Đổ rơi liên tục này. Tuyệt, hãy tiếp tục thôi. Xin chào, bạn có muốn cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Ôi, tớ đã không nhận ra anh ngay lập tức. Mình nên đi đây. Bạn đang làm gì vậy? Trả lại huy hiệu của tớ đây. Ôi, tớ làm rơi vô tình rồi. Ôi, cần nhanh chóng mang cái máy đi trong khi anh ta đang bị phân tâm. Hoan hô, tớ đã tìm thấy huy hiệu của mình. Anh chàng đâu mất rồi? Lạ thật đấy, máy cũng không còn. Đấy, ôi trời ạ. Thôi được rồi, hôm nay không phải là ngày của tớ vậy. Tớ cần phải thư giãn trong phòng nghỉ bí mật của mình vậy. Cộc tài.
Tớ rất thích cảm giác như ở trên thiên đường vậy. Còn lại một ít thôi. Tớ sắp xong rồi. Ôi, mệt quá. Ê, cái gì đấy? Mày với kẹo. Chính xác, bây giờ nó là của tớ. Và tốt hơn nghìn lần so với chiếc tủ lạnh nhỏ của bạn. Có vẻ như tớ cần nghỉ ngơi một chút. Ôi, những giấc mơ em đẹp nhá. Nào, sắp làm được rồi. Cố lên các bạn. Tuyệt, tớ rất thích chơi. Ôi, thật là thú vị. Ôi, trời ạ, cái này trông còn ngầu hơn những con búp bê của tớ. Giác cho tớ chơi với, tớ cũng muốn. Dừng lại, bạn không thể vượt qua biên giới được. Giác, bạn làm gì vậy? Đây là phòng của chúng ta mà. Nếu vậy, tớ tuyên chiến với bạn. Tớ sớm sẽ chuyển những ranh giới này đi thôi. Ê, còn gì nữa đây? Ôi không, bom. Chúc bạn chuyển bay vui vẻ nha Giác. Bây giờ cần điều khiển là của tớ. Đến lúc phải chơi rồi. Suzy đã đạt được những gì mình muốn. Ôi, cô gái bướng bỉnh. Chiến tranh chứ gì. Được rồi, tớ chấp nhận các quy tắc của bạn. Ôi, ôi đau quá. Chóng hết cả mặt. Bạn sẽ biết thế nào là xâm phạm biên giới của tớ. À, bạn nên lừa chứ gì. Tớ cố tình giả vờ để đánh gục bạn đấy. Thôi được rồi. Bây giờ bạn không thể dừng lại tớ được đâu. Bạn đang làm gì vậy? Tại sao lại ồn ào vậy? Ôi, tớ thấy các bạn đang chơi với nhau. Dễ thương làm sao, làm tốt lắm. Đấy, bây giờ bạn chết rồi. Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Đến lúc tìm ra ai giỏi hơn rồi. Để xem kẻ thù của chúng ta đang làm gì nhá. À, hiểu rồi, nhìn thấy Suzy rồi. Đến lúc phải ra đòn chính. Coi chừng, tớ có một vũ khí nguy hiểm. Suzy, tớ khuyên bạn nên từ bỏ, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đây rồi, bây giờ bạn sẽ không còn nơi nào để đi đâu. Ôi không, trời ạ, mình bị lừa rồi. Trời ạ, tại sao mình có thể bị như vậy? Ngạc nhiên chưa? Bạn không nên vào đất của tớ đâu. Thả tớ ra, tớ không nhìn thấy gì cả. Chúng ta sẽ ngã mất. Tớ đã bắt được bạn rồi. Không, tớ trốn thoát được rồi. Giơ tay lên đi Suzy, đầu hàng. Bạn đã bắn vào tớ chứ gì. Thôi, trò chơi kết thúc. Suzy dừng lại, chúng ta cần bình tĩnh lại. Ôi, có vẻ như chúng ta đã đi quá đà rồi. Chắc chắn rồi. Bây giờ phòng của chúng ta trông như một chiến trường. Chúng ta có thể làm lành đi. Ý tưởng hay đấy, tớ cũng đề xuất như vậy. Suzy, làm tốt lắm phải không? Bây giờ có một cái gì đó ngon. Tớ có một xe tải đồ món ngon này. Cảm ơn Giác. Ôi, bạn thật là quan tâm đến tớ. Không có gì đâu Suzy. Tớ cảm thấy không có lỗi bất cứ điều gì với bạn. Chúng ta cùng chơi với nhau nhé. Đấy, tớ hiểu. Tù tù, bạn đi đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suzy, bạn đang làm gì vậy? Những người này là ai? Đừng xâm nhập vào đất của tớ. Chúng tớ đã đồng ý rồi mà. Họ là công nhân và họ sẽ giúp tớ trang trí phần của mình. Trang trí? Tại sao bạn cần nhiều công nhân như vậy? Bạn sẽ không xây dựng một cung điện chứ? Làm sao mà bạn biết được? Kể cả cung điện thì sao? Bản đồ cho tớ đi. Ê, trả lại cho tớ. Đứng lại, bạn không thể vượt qua ranh giới. Được rồi, tớ đã hoàn thành mọi thứ. Đây, tiền của bạn ở đây. Ôi, thêm cũng là kế hoạch. Đây mới là kế hoạch phải không? Bây giờ tớ sẽ chỉ cho bạn cách vẽ một căn phòng tuyệt vời hơn nhiều. Tớ sẽ làm cho mình một ngôi nhà mát mẻ dưới gầm giường này. Và không cần công nhân nào. Trên thực tế, kể cả gối cũng không giữ được. Bạn đã làm gì vậy? Đây là kế hoạch của tớ mà. Đồ ăn trộm ý tưởng. Không phải bạn nghĩ ra ý tưởng đâu. Tớ nghĩ ra mà nên đừng trách tớ. Dù sao nhà tớ cũng tuyệt hơn nhiều. Trời ạ, tớ biết.
Jess, tớ cho phép bạn nhìn tớ và ghen tị. Tớ cảm thấy rất sảng khoái ở đây. Ôi, cứ làm đi. Tớ sẽ tạo cho mình một nơi tuyệt vời hơn. Ồ, giảm giá đồ chơi. Tớ biết tớ nên đi cửa hàng này rồi. Ê, bỏ tay ra. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Bạn chỉ được nhìn thôi. Được rồi, chỉ nhìn thôi mà. Không ai dám lấy đồ chơi của tớ, đặc biệt là miễn phí. Wow, ở đây có Hagiwagi này. Ê, bỏ tay. Ôi, tớ nhớ rồi. Wow, ở có cả Hagiwagi rất lớn. Tuyệt thật đấy. Nhưng mà tớ không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tớ nghĩ tớ có thể giải quyết được vấn đề này trong khi bảo vệ không nhìn thấy. Chuyện gì ở đây vậy? Tớ cảm thấy có điều gì không ổn. Nhưng điều gì? Xin chào, bạn khỏe không? À, đồ chơi biết nói, cứu. Tớ cần vào phòng bí mật của tớ ngay lập tức. Ôi sợ quá. Trời ạ, mong là không ai nhìn thấy tớ. Tớ có thể thư giãn ở đây rồi và không ai nhìn thấy tớ. Xin chào con vịt con. Giả như bạn biết tớ vừa nhìn thấy gì. Ôi, bảo vệ hèn nhát thật đấy. Nhưng tớ không phải là một tên trộm, vì vậy đây là tất cả số tiền tớ có. Hy vọng nó đủ cho một cái gì đó. Suzy, nhìn này. Bây giờ tớ cũng có một cái gì đó để đặt ở dưới giường. Và đây là một cái gì đó rất tuyệt hơn so với kẻ sọc thông thường. Đó là một chiếc chăn Hagiwagi. Ôi, Jess kỳ lạ thật đấy. Bây giờ là lúc để trang trí phòng với áp phích và tất cả những thứ hay ho khác để tạo ra không khí ấm cúng rồi. Ồ, tớ cũng cần cái này. Ha ha, nhà của tớ trông ngầu hơn của bạn. Nhưng không lâu đâu, tớ nghĩ tớ sẽ làm một cái gì đó để căn phòng đẹp hơn. Các con nó xây cái gì đây này? Bố, con có thể lấy cái túi được không? Con cầm một cái túi màu hồng, không phải cần ba lô. Con vẫn muốn trở thành một nữ sinh. Ôi, đẹp thật đấy. Xây bao nhiêu thứ. À, cái gì đây? Ôi, Hagiwagi cũng là một bảo vệ tuyệt vời. Chào buổi chiều, em đã cuối cùng hoàn thành bài văn của em. Cô có thể kiểm tra cho các em được không? Chắc chắn rồi, cuối cùng thì Suzy cũng chăm chỉ học hành. Ôi, chắc cô đói lắm. Cô có muốn ăn quả táo không? Em có một quả đây này. Ôi, cảm ơn. Ôi, con xin lỗi, con vô tình. Lần sau đưa vào tay nhé. Đây là cơ hội của mình. Xin lỗi, nhưng mà em cần cái bảng. Tớ tìm thấy rồi. Ê, Suzy đâu rồi? Bảng bắt đầu mất rồi. Bây giờ mình sẽ dạy các em như thế nào? Điều chính là không lo lắng. Mình biết có cách để làm thế nào có thể chút bỏ mọi cảm xúc của mình. Đây, đây, nhận lấy đi. Quả táo phải không? Đồ ăn trộm. Này, nhận lấy đi. Jess, bây giờ tớ có một cái gì đó thú vị hơn nhiều so với affix của bạn. Tớ có thể tự vẽ bất kỳ affix nào. Nhìn và ghen tị với tớ đi. Cái gì? Bạn lấy bảng ở đâu ra vậy? Bạn có biết vẽ đâu mà. Cái gì? Sao bạn dám? Bạn chưa bao giờ vẽ cả. Tớ sẽ chỉ cho bạn biết ngay giờ. Ê, bạn đang làm gì vậy? À, chiều. Đấy, nó rất phù hợp với bạn đấy. Bây giờ trông bạn thật là đẹp. Ừ, vui đấy. Vì bạn bây giờ tớ phải rửa mặt đây này. Ý tưởng thật là tuyệt vời. Có điều gì có thể tuyệt vời hơn một bảng vẽ khổng lồ luôn có thể thay đổi được chứ? Tất nhiên là không có gì rồi. Để hoàn thiện căn phòng, bạn cần đồ chơi dễ thương. Ví dụ, đây là một chiếc đèn trông hình dạng một con kỳ lân. Đèn? Ai cần đèn của bạn khi bạn có một đèn hồng hoa? Hãy xem và tận hưởng đi.
tuyệt thật đấy. Wow, điều này thực sự rất đẹp. Tớ nên làm gì bây giờ? Con kỳ lân của tớ bây giờ trông thật là thảm hại. Chắc chắn rồi, nó không là gì so với cả hộp đèn của tớ. Tớ nên làm gì bây giờ? Tớ cũng cần một cái gì đó tuyệt vời. Và tớ nghĩ tớ biết nó lấy đâu rồi. Tớ có một người bạn rất nhỏ. Tớ là Hulk. Hulk xấu xa và đáng sợ. Này Quentin, bạn có thể giúp tớ được không? Mình cần một con gấu. Tớ có thể lấy được không? Con gấu bông của tớ. Tớ yêu nó mà. No. Bạn ích kỷ quá mà. Nếu mà tớ sẽ làm một cái gì đó để bạn đồng ý. Ví dụ như Nutella. Tất nhiên, tớ vẫn cần một đứa trẻ. Nhưng đây là một cái lọ quá nhỏ. Ôi, bạn thật là tham lam. Và khoai tây chiên thì sao? Pringles lớn. Bim bim. Ok, tớ sẽ không từ chối khoai tây chiên. Nhưng không đủ. Bà có thể cho tớ gì nữa không? Thôi được rồi, tớ chỉ còn một thùng kem thôi, được không? Tất nhiên rồi, đơn ở đây. Bây giờ tớ có thể lấy gấu chứ? Được, đưa kem để đã. Ừ, cảm ơn bạn rất nhiều Quentin, tớ đi đây. Ê, kem đâu rồi? Bạn định lừa tớ sao? Tớ sẽ chỉ cho bạn cách đánh lừa Quentin. Tớ cần phải vào nhà gấp. Những người giúp đỡ trung thành của tớ. Cô gái này đã lừa tớ. Cần phải dạy cho cô ấy một bài học. Ví dụ, vẽ một bộ ria mép trên bức ảnh này. Thấy Pikachu hơi mệt đấy. Không sao, tớ là một người xấu xa. Đấy, nhận lấy đi. Hình như bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng tớ đã lấy được con gấu rồi. Cuối cùng, tớ có thể biến mình thành một bầu trời thực sự. Bầu trời nhiều màu sắc khác nhau. Như này này. Còn bây giờ chỉ cần bật đèn lên thôi. Ôi, đẹp thật đấy. Đây mới là đèn sáng. Tuyệt thật.